throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Phương Mỹ Chi sinh ngày 13 tháng 1 năm 2003 là một ca sĩ chuyên hát thể loại nhạc dân ca Nam Bộ Việt Nam. Mỹ Chi bắt đầu nổi danh khi tham gia và đạt giải Á quân chương trình truyền hình thực tế giọng hát Việt Nhí mùa thứ nhất. Phương Mỹ Chi sinh ngày 13 tháng 1 năm 2003, hiện nay đang sống tại con hẻm nhỏ trên đường Mạc Vân, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra trong một gia đình khá đông đúc, cả gia đình cũng có hơn 14 người, gồm cha mẹ và chị của Phương Mỹ Chi cùng sinh sống trong một căn nhà nhỏ. Chính vì điều đó mà Phương Mỹ Chi đã ước mơ sau này đi hát để mua nhà cho cha mẹ. Mỹ Chi có cô út Phương Quế Như, vốn là một ca sĩ hát nhạc dân ca rất hay, nhưng vì bị căn bệnh tiểu đường làm mờ đôi mắt nên đã bỏ nghề sớm. Cô Phương Quế Như lần đầu phát hiện khả năng ca hát của Mỹ Chi là lúc tình cờ nghe Chi hát bài Chim Trắng Mồ Côi khi mới 6 tuổi, và sau đó cô đã bắt đầu dạy Chi hát. Khoảng 2010, Mỹ Chi đã cùng với người nhà của mình thu âm hai đĩa nhạc thể loại dân ca Nam Bộ với tổng cộng hơn 30 bài hát. Trong số các ca khúc của Mỹ Chi thu âm được thì bài Em Đi Trên Cỏ Non, Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi, Nỗi Buồn Mẹ Tôi được đưa lên mạng. Mỹ Chi từng học tại trường tiểu học Tuy Lý Vương, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tham dự chương trình nổi tiếng đó là giọng hát Việt Nhí, Mỹ Chi đã nhận được học bổng toàn phần từ lớp 5 đến lớp 9 của trường tiểu học và trung học Tây Úc và đã chuyển về đây học tập. Chi tham gia chương trình truyền hình thực tế giọng hát Việt Nhí là do chị hai của em gợi ý. Lúc đầu, Mỹ Chi từ chối vì sợ bỏ học, nhưng hai chị em cố gắng thuyết phục và được mẹ chấp thuận. Mỹ Chi đã gây ấn tượng với giám khảo cuộc thi bằng những ca khúc dân ca Nam Bộ như ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ, Lòng Mẹ, Áo Mới Cà Mau. Mỹ Chi được cô ca sĩ Hương Lan thần tượng của mình hát tặng cho những ca khúc hay và hướng dẫn Chi hát ca khúc Mừng Tuổi Mẹ. Mỹ Chi là thí sinh được nhiều dự đoán sẽ giành được giải ngôi vị quán quân. Ngày 7 tháng 9 năm 2013, Mỹ Chi đã trở thành á quân của cuộc thi sau đêm chung kết gây nhiều tranh cãi. Khi nhận được ít hơn thí sinh về đầu là khoảng 1,9% tổng số tin nhắn bình chọn. Với kết quả này, Mỹ Chi đã nhận được giải thưởng 50 triệu đồng và Mỹ Chi cho biết sẽ dùng số tiền này để xây nhà cho mẹ mình.